Supmoviet.vn bán đĩa quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi yêu cầu được. Hello cho bạn nha, ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi gấu béo Zuka mùa 20. Đối đầu với chị đại Emily chỉ có ăn cước đầu game thôi. Nên chơi như thế nào, Mô Việt sẽ chia sẻ với anh em. Đối mặt với những con tướng gọi là khỏe hơn đầu game thì mình chơi sao cho nó mạnh nhất. Ok, cái pha này thì bỏ đi mà ơi, team bạn sẽ rất là đông ở đây. Veda thì đó, lại có Veda nữa là 4 người. Ông trụ Quyền Vương ơi, mình sẽ ra mid để farm thay Quyền Vương hỗ trợ mình ở top rồi. Ở phía trên thì team mình đang rình rập nhưng mà có lẽ thì cũng không làm gì đâu. Tập trung ăn rồng đi anh em ơi. Không, team bạn đang di chuyển xuống kìa. Khá là căng đấy. Rồi chơi. Hỗ trợ cáo này, cáo bị thả team rồi. Hay cáo ơi, team bạn đã bỏ rơi Gindu, thế thì Gindu mình xin cái mạng nha. Thơm phức cho gấu rồi. Chơi gấu anh em đầu game cố gắng di chuyển nhiều một tí nha. Dọn lính xong di chuyển luôn để có thể là hỗ trợ team. Hỗ trợ team ăn rồng, hỗ trợ team ăn rơi, hỗ trợ team farm mid, hỗ trợ team... Nói chung là các bạn làm sao mà chơi đầu game ý, tích càng nhiều vàng càng nhanh càng tốt. Với khả năng cơ động đi đến nhanh, farm nhanh và lại có lợi thế đầu game thì gấu sẽ dễ chơi rất là nhiều. Còn các bạn chơi gấu các bạn chỉ ôm trụ farm mỗi một lên để anh em chơi gấu không bao giờ bá được. Muốn chơi gấu khỏe hãy farm thật tốt đầu game thì các bạn sẽ có lượng vàng vượt trội, và lượt đồ vượt trội thì các bạn sẽ hack dam combo của anh em sẽ nhiều sát thương hơn. Hôm nay thì mình trở lại với phong cách gấu thương xuyên phá kết hợp với thanh kiếm nha, để xem nó có lỗi dam hay không, chứ hiện tại lâu lắm rồi toàn chơi thương nong rồi, chơi lại thương xuyên phá cảm giác nó như nào. Hiện tại thì chưa có thương trên phá nhưng hai mạng rồi. Ui, chơi luôn. Mình còn cầu cầu mà chơi được. Kìa, bắn đi. Ui, anh em ơi. Tính cân 3 nhưng mà sai quá là sai luôn. Emily khỏe khi có chiêu cuối, còn không có chiêu cuối thì thực sự rất là bình thường. Hiện tại mình đang có lợi thế trước Emily rất là nhiều hơn gần 1k vàng luôn. Đó là lợi thế, tí nữa mình sẽ có đồ combo được Emily. Và chú ý nha, đối đầu với Emily hay là Omen thì nếu mà những con tướng đó còn chưa cuối thì anh em đừng có dại mà lao vào combo, vì có chưa cuối nó bá lắm các bạn ơi. Cái pha này không có chưa cuối thì combo nhẹ nhàng cái ơi trời luôn, đánh đau phết anh em ơi. Không có chưa cuối đúng không? Không có chưa cuối thì mình xin. Trời, anh em thấy gấu bây giờ vẫn rất là khỏe nha. Ngọc ok, đồ ok là các bạn có thể hoàn toàn xử lý được những con tướng đấu sĩ khác, mà mình lại là cơ động. Mình di chuyển tốt thì mình sẽ tạo được nhiều lợi thế hơn. Bây giờ mình đang có lợi thế thì mình sẽ chặn lính để di chuyển anh em ơi. Rồi đợi nha, mình sẽ xuống lên đồng để sơi mạng đây. Có thánh kiếm, à không, có cái thương xuyên phá rồi. Thương xuyên phá thì mình sẽ di chuyển khi rời khỏi trang xanh nhanh hơn. Yên tâm, mình chắc chắn sẽ xuống sơi mạng. Mô Việt làm clip là phải ăn mạng nhiều. Đó là mình sẽ di chuyển nhiều anh em ơi. Đôi khi là chơi gấu anh em chịu khó lúc lùm một tí, đợi kỹ một tí để tướng địch đi ngang qua. Lúc lùm luôn nha Văn Hiền ơi, đợi cô giáo Veda đi ngang qua. Không, chơi cá luôn này Văn ơi, chạy đi đâu. Thơm rồi. Hai ate. Mạ của hai ate này. Ơ kìa ơi, ui hai ate lao lên anh em ơi. Mình combo vào Gidu không đủ sát thương khi không có chục cuối. Lấy nào. Ui, cho mình à, thế mình xin nha. 5 mạng cho gấu béo phút thứ 5 thế này thì thôi, cái kết cục cho team bạn sẽ là bốc hơi cực kỳ nhanh, với việc là mình nên phong cách thương xuyên phá. Thương xuyên phá thì combo anh em sẽ nhiều đam nhưng ít hồi chiêu nha, nên là múa một combo thôi chứ không muốn liên tục nhiều combo được. Nên là chơi phong cách này anh em combo nó phải là chuẩn xác, không được thừa chiêu, không được dùng chiêu vào không khí. Thực ra gấu có nhiều kiểu là dùng chiêu không khí, đánh thường vào không khí nó rất là nhiều luôn khi anh em không căn được khoảng cách. Hãy nhớ các khoảng cách chuẩn xác khi chơi gấu nha.
Ôi hay quá, chiêu cúa lên. Ui nhưng mà cái chiêu cúa đúng là mình căn của phách lỗi rồi. Lên này, tiếp tục là hai te, nhưng hai te chạy nhanh quá, chấm máu luôn anh em ơi. Thôi phá trụ này. Anh em thấy là mình di chuyển lên đồng hỗ trợ rất nhiều. Còn ở lên tà thần thì đã có quyền vương với rừng thì mình no rồi. Yên tâm đánh nhau thủ nhiều sao là mọi người biết làm thế nào. Khi mà đồng đội di chuyển, nhất là top di chuyển, thì các bạn biết là lấp vô cái lỗ hổng đó để thủ lính cho top. Rồi ăn mục tiêu như bạn cáo là cực kỳ ok luôn đấy. Mình yên tâm mình di chuyển mà team cũng chẳng mất nó lợi thế gì đó. Những con mà có khả năng bắt người lúc lùm mạnh di chuyển nhiều thì đồng đội nhớ hỗ trợ nha. Chứ thấy đồng đội di chuyển mà anh em không thủ đường hộ, anh em không ăn lính hộ ý, thì nhiều khi mình di chuyển mình sẽ bị gọi là mất lợi thế đấy anh em ơi. Rồi, bụi này. À, cô giáo về là chạy làm sao được, có tim vẫn chết. Mình cơ động lắm. Cái gì giữa cơ động thì gấu mô Việt chơi gọi là những con tướng cơ động thì mình thường di chuyển nhiều nên là lấy được nhiều lợi thế lắm anh em ơi. Gấu thì chỉ cần tập combo nó chuẩn, nó nhanh thôi và đủ nữa. Chuẩn thì anh em tất nhiên là dùng chiêu đúng tầm, vừa tầm. Đủ thì anh em xài chiêu xong anh em đánh thường một phát. Nhanh thì tất nhiên là anh em dùng combo làm sao mà ở chiêu xong đánh thường thật là nhanh, vừa nhanh vừa mượt, vừa đủ vừa chuẩn thì các bạn sẽ chơi gấu ok thôi. Cái này thì luyện tập một hai trận sẽ quen tay. Chứ thực ra mình chơi gấu cũng ít nên là cái độ nhanh nó chưa đủ đâu. Cần phải nhanh hơn khi mà chơi gấu nha. Thực ra cũng không phải là con tướng khó chơi mà quan trọng meta hiện tại là anh em chơi sao mà các bạn biết di chuyển, các bạn biết gank, các bạn biết đọc map thì chơi gấu sẽ hiệu quả thôi. Đọc map tốt thì anh em sẽ có những pha lúp lùm hiệu quả hơn. Đọc map là như thế nào? Đọc map là các bạn sẽ phán đoán được hướng di chuyển của team bạn bằng cách nhìn cái mini map. Đó, nhìn mini map, ví dụ team bạn đang di chuyển ở phía trên thì mình lúp lùm ở vị trí gần đó, kiểu gì cũng di chuyển ngang qua đúng không? Hoặc là đọc map. Nhiều khi đọc hay quá thì bị chửi hack map đấy anh em ơi. Ok, lợi thế đang là rất nhiều đây, nhưng mà nãy giờ mình đụng được hơi ít mạng này. Tập trung để lính cao lên để cho cáo Slobo này phút thứ 8 rồi. Ăn sạch quái nhỏ đi xong lúc đùm nha. Đây là cách mà Slobo ép team bạn, khiến team mình hack vàng, còn team bạn thì lại thọt vàng game ơi. Và mình sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều. Ok, có thánh kiếm thôi nha. Chúng lên thêm quả lanh nữa thì thôi rồi lượng ơi. Nỗi đam cực kỳ nha, bây giờ mà đồ bây giờ nó cũng cực kỳ đau rồi. Ví dụ như Gildu của này thì thôi từ từ anh em, hơi sâu. Không thấy Veda đâu. Veda là bà chùm lúp lùm đấy anh em ơi, không đùa đâu. Rồi bây giờ team mình đang có hai bùa mạnh này. Hai bùa này thì anh em combo nó cực kỳ đau. Mà lại còn trâu nữa chứ. Ví dụ Gildu đi này, mục tiêu của mình này anh em ơi, thì con nhảy chiêu cuối đến không cần chúng vẫn có thể giết được. Bạn chiêu cuối xong mình sẽ đâu đây cho 1-2 là lụng cái mạng rồi. Bởi vì đang là lỗi đam nha, có thanh kiếm bục pha chết luôn. Gildu thường mọi người vẫn chơi full phép, nhưng mình nghĩ là bây giờ anh em chơi Gildu lên 1-2 đầu thủ đi. Bởi vì Gildu bây giờ cái chiêu 2 đam nó bị giảm khá nhiều theo công phép rồi. Nên các bạn giữ cái phong cách cũ thì các bạn cũng không gánh team quá tốt ở điểm cuối game đâu. Rồi bây giờ có khi là team bạn hơi nát rồi này. Anh em thấy đánh chuẩn ở game nó dễ chưa? Cầm tướng khỏe game nó dễ chưa? Chuyển bị vô này, chiều cuối tông biến. Ui. Trời ơi, tí thì chém hết rồi. Nhưng mà trụ bắn hơi, à không, nhà chính bắn hơi đau, à không, cái tế đàn nó bắn hơi đau, mình bốc hơi nhanh quá chứ em gì của đấy nè. Tí đến chết rồi, nghe mời nam thực sự là ảo thật đấy. Ok, và có lẽ thì video clip mô Việt chơi gấu phong cách thánh kiếm mà thường xuyên phản đến đây hết rồi. Voi cũ nhưng mà thực sự vẫn rất khỏe đầu gấu nha. Chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu từ nãy giờ của Mô Việt. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.